Chào mọi người, hôm nay mình có dịp vào dãy của cậu mình chơi thì mình đang đi trên một con dốc khá là cao để lên trên này, quay cho mọi người thấy những cây cà phê của cậu mình thì nó có thể có gimbal nên nó hơi rung đây. Wow, đến đây rồi. Đây là thì cà phê chỗ bông hoa nên rất là đẹp, mọi người có thể thấy. Chắc là nhiều người thắc mắc thì không biết cây cà phê thế nào. Hằng ngày thì chúng ta có thể uống cà phê rất là nhiều nhưng mà chưa nhiều người biết thế nào cây cà phê nó hình thù hay là nó hoa là thế nào. Này mình sẽ quay cái video để cho mọi người biết là cây cà phê nó trông thế nào. Bây giờ mình tiến gần lại một cái cây, quay cận cảnh cho mọi người thấy. Đây, đây là thắc mắc của nhiều người ở thành phố. Ở đây thì họ biết quá rõ rồi. Đây có một chú ong đang đi lấy mật. Wow. Hello anh bạn nhỏ. Đây cũng là lúc mà những con ong đến đây để lấy mật rất là nhiều, mình gặp bây giờ mình gặp rất là nhiều. Đây, gặp nơi ong không. Đây, cà phê chiu. Nếu như nói đây là linh hồn của Tây Nguyên thì chắc cũng không sai một tí nào mọi người, tại vì đây chính là cái đặc sản của Tây Nguyên và hầu như là mọi thứ ở Tây Nguyên này dính gắn liền với cà phê là đầu tiên luôn. Trắng muốt như những bông tuyết luôn, cảm giác như tuyết nó đậu ở trên cây luôn. Xa xa nhìn rất là đẹp, mình đây cũng cảm giác rất là thích thú. Đây có xen cành cây tiêu nữa. Cái tiêu này trồng xuất khẩu nên cái quy trình chăm sóc nó khá là nghiêm ngặt, chặt chẽ. Này, có cây cổ thụ. Đây, lại ong tiếp. Cẩn thận ong nó chích. Đây, cây cà phê thì nếu mà nó già rồi thì mình sẽ tận dụng những cái gốc của nó ấy, để mình làm những cái về mỹ nghệ đồ. Sẽ làm mấy cái đồ trang trí ở trong nhà rất là đẹp. Đây mọi người thấy, đây là mình video này mình giống kiểu quay trực tiếp luôn, không có chỉnh sửa nên nó hơi rung lắc và cái câu từ nó không được mượt mà, nhưng mà không sao hết. Để mọi người thấy cận cảnh thì cuộc sống ở trong rừng, xa xa kia là dặn cao su. Cậu mình thì đây quanh bao là bát ngăn luôn. Mình thấy cái sức lao động của con người chúng ta là vô hạn. Trước đây thì ở đây là kiểu như là đồi hoang, đồi trống chọc xa xa kia có những cái ngọn đồi, nhưng mà bây giờ đã được phủ xanh, đã được chăm bẩm đi rất là nhiều. Đây. Lại ong nữa, bạn thấy hay không? Tiêu. Đây cái tiêu hàng ngày chúng ta vẫn bỏ vô tô phở. Đây tiêu này sẽ nếu mà chín rồi sẽ được phơi và xay lên xong là bán như vậy. Không làm dẫy nên không biết. Chú tuyệt vời quá các bạn ơi. Đây chỉ là một góc nhỏ thôi nhá, mình không thể đi nổi hết đâu, tại vì phải leo đồi các thứ mệt. Này mình quay cà phê, mình thực sự thì mình gặp cái cà phê thì mình thấy cảm xúc rất là nhiều nên mình quyết định mình cầm cái điện thoại quay cho mọi người thấy.
Wow, tuyệt vời quá. Trắng muốt luôn ấy. Đấy, heo, xanh xanh. Các bạn thấy đi xa xa mà có cả sương mù nữa thì đấy, quá đẹp. Rồi, bây giờ mình phải xuống ăn cơm thôi. Tạm biệt mọi người nhá. Nếu mà thích thì mọi người cho mình một like và một đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin cảm ơn ạ.